Đây, chào các bạn nhé. Đây là một cái phôi hồng ngọc ma mini các bạn. Này. Mới dần được hai phôi. Thì ưu điểm của cái dòng này là nó rất là khỏe các bạn, dễ trồng dễ chăm. Vừa ra bông rồi ra trái luôn, rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ xử lý sơ cái phôi này và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách demo cái phôi thành cây thành phẩm các bạn. Ở đây nhà vườn nó dùng xử lý số lượng lớn nên không có kỹ mà họ cắt không kỹ vì tét quả nhiều. Mình sẽ xử lý lại với cắt cho nó phẳng nha. Cái dòng này bạn chỉ cần trồng với các cấu xây dừa là nó lên bình thường, nhưng mà mình sẽ xử lý sơ mấy cái vết cắt lại nè. Cần cái vỏ lại cho nó. Mình xử lý xong bạn sẽ bôi keo. Thì mình bôi keo với cái bảo vệ vết cắt các bạn. Để tránh vết cắt bị khô bạn. Khô vô cái vết cắt á làm nó tụt cái da xuống cái dưới bạn. Nó giữ cho cái chòi của bạn ra cần sát vết cắt. Nếu bạn không bôi keo thì nó sẽ bị khô đây, và cái chòi từ nó mọc phía đây sâu phía dưới đây. Chung là cái dòng này thì rất dễ trồng, nhưng mà phôi này thì bạn đem mới trồng là nó sống thôi, rất là dễ. Bạn trồng thường mình trồng thì phôi thì mình trồng cát trấu sơ dừa các bạn, cát trấu sơ dừa mình uống thời gian rồi mình trồng thôi. Chung là dòng ngọc hồng mai thì nó dễ trồng rồi, dễ trồng dòng khác thì bạn trồng nó lên rồi. Vậy là mình xử lý xong hai cái phôi rồi mà. Đây. Thì trồng cái này mà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu demo mấy cái phôi này nha. Các bạn xoay màn hình lại để dễ xem cái phần mềm này hơn nha các bạn. Rồi mình thường sử dụng cái phần mềm mai bonsai nha các bạn. Thì các bạn có thể tải ở App Store hoặc là phần CH Play về nha. Thì vào ứng dụng nè, thì bạn sẽ chọn ảnh để demo nha. Đây mình sẽ chọn cái phôi này để demo nè. Thì trong cái ứng dụng này sẽ có 3 lựa chọn cho các bạn nè. Một là chọn chi, chọn chậu và chọn một số phụ kiện. Về chọn chi thì nó có một số cái chi mà nó tính phí bạn, tầm 1 đô nè. Nhưng mà mình xài miễn phí à. Thì miễn phí cũng nhiều các bạn, cũng đa dạng thì mình xài miễn phí thôi. Đấy. Rồi các loại chậu thì cũng đa dạng các kiểu chậu luôn. Còn đá phụ kiện thì nó ít thôi, đá phụ kiện thì nó như một vài cái ôm đá thêm vào cho nó đẹp thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ demo cái phôi hồng ngọc mai. Thì nó có cái nút kéo lên là phóng to thu nhỏ nha. Đấy. Bạn cứ đưa vào vị trí mà các bạn demo thôi. Và chọn chi đi, chọn chi thì các bạn lựa chi nào thích hợp thì các bạn phóng to thu nhỏ nè, cái nút xoay luôn. Nếu không thích thì bạn bấm xóa thôi. Đây, mình sẽ tạo một cái dáng bay cho cây hồng hoa này nha. Mình nói chung cái phần mềm này mình xài quen rồi, mình làm nhanh thôi. Các bạn mới vào thì các bạn từ từ trải nghiệm thử nha. Đây, mình sẽ làm dáng bay đây. Cái này thì này bạn cứ lựa đi, lựa chi này không được bạn xóa thôi, rồi bạn lựa chi khác. Thì nói chung mà demo thì mang tính tham khảo bạn, để bạn hình dung được cái phôi các bạn nuôi dễ thôi, chứ còn để mà nuôi từ cái phôi thành phẩm là một quá trình, nhưng mà chung là cũng rất là gian nan. Demo thì đơn giản hơn nha, nhưng mà demo được thì nuôi nó mới dễ, chứ còn nếu bạn cứ nuôi lại thì lúc nó không ra được đâu. Rồi mình sẽ chọn chậu nha. Chọn chậu này đi. Rồi mình chọn thử cái phụ kiện luôn. Rồi mình chọn thử cái đá. Đá nói chung mình để dưới thôi, để cho nó tạo điểm nhấn cho cái cây thôi.
Nói chung là như vậy. Các bạn thì sau cái demo xong thì các bạn sẽ bấm vào cái mục xem á, sẽ lưu vào cái thư viện của bạn thôi nha. Đấy, nói chung là phần mềm này thì được cái là nó dễ sử dụng luôn, nhanh nữa, rồi miễn phí nữa. Đấy, rồi bấm lưu thôi là nó lưu vào. Rồi như vậy là xong nha, chào các bạn nhé. Chúc các bạn sử dụng phần mềm để demo cũng như nuôi nhiều phôi đẹp nha các bạn.